Với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến thực phẩm an toàn, Đà Nẵng đang triển khai giai đoạn 1 của dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên cơ sở số hóa bằng hệ thống điện tử. Dự án giúp người dân có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đánh giá các thực phẩm thông qua ứng dụng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 1 là hợp phần quan trọng trong đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng phần mềm và mua sắm trang thiết bị hướng đến mục tiêu kiểm soát truy xuất nguồn gốc 4 nhóm thực phẩm gồm chuỗi thịt, trứng, chuỗi rau, trái cây, chuỗi thủy sản và chuỗi sản phẩm bao gói. Trong giai đoạn 1, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu vào website, phần mềm truy xuất nguồn gốc theo chiều sâu cho chuỗi sản phẩm thịt trứng và triển khai thực tế cho sản phẩm thịt heo. Dự án gồm có 3 module chính: cơ quan nhà nước, cập nhật thông tin giám sát kiểm tra, tiếp nhận phản ánh các bên, đơn vị sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm, khai báo thông tin cơ sở nhân sự, cập nhật thông tin sản phẩm, người tiêu dùng tra cứu thông tin truy xuất, đánh giá thông tin dịch vụ, cung cấp thông tin về nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Năm 2021 cũng chúng tôi đã làm thiết lập bước đầu cái cơ sở dữ liệu, thiết lập một số công cụ và triển khai một số cái chuỗi cung ứng để cho nó khơi mào thị trường, và sang năm 2022 và các năm tiếp theo thì cũng sẽ là tiếp tục tiến hành một số cái công đoạn cần thiết nữa để cho cái việc này nó thành việc thường quy. Ứng dụng truy xuất nguồn gốc cũng tập hợp các đầu mối quản lý thay cho phân cấp trước đây, chuyển mô hình quản lý từ việc chỉ có cơ quan chức năng sang người dân được tham gia cùng giám sát. Các đơn vị sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm được hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, chủ động khai báo thông tin cơ sở, nhân sự cập nhật vào sản phẩm đầu vào, đầu ra. Người tiêu dùng được cung cấp thông tin về chất lượng thực phẩm, tra cứu, đánh giá, bình chọn, thậm chí cảnh báo hoặc tố giác các vụ việc có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Quyết tâm để mà đầu tư vào những cái con người cũng như là cái thì nhằm để đưa cái sản phẩm cái của bên Đức Lâm Farm nó tốt hơn và nó đáp ứng được các tiêu chí để cho người tiêu dùng an tâm và sử dụng hơn. Với dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm, buộc trách nhiệm từ cơ quan quản lý nhà nước đến nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng phải tăng lên, nhất là doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Về lâu dài, mục tiêu dự án giúp người dân truy xuất thực phẩm từ tận trang trại nuôi trồng đến bàn ăn. Các cái chủ thể mà tham gia với chuỗi cung ứng, người ta phải có trách nhiệm hơn và phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng về những cái việc làm của mình trong vấn đề cung ứng thực phẩm. Và muốn làm như vậy thì phải có cái việc là thông tin rất là minh bạch về nguồn gốc để cho người dân có thể biết tất cả cái việc điều mà người ta muốn và người ta quyết định hành vi mua sắm của mình. Trên tinh thần đó thì an toàn thực phẩm mới được đảm bảo. Sau hơn 2 tháng triển khai, việc truy xuất nguồn gốc và dán tem truy xuất cho sản phẩm thịt heo lưu thông trên thị trường đã được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Điểm nhấn của dự án là phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm được thiết kế cho cả hai ứng dụng Android và iOS. Người dân dễ dàng cài đặt và sử dụng để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đồng thời, người tiêu dùng có thể tham gia đánh giá, phản ánh các vấn đề liên quan về an toàn thực phẩm đối với cơ quan quản lý.